Rồi bữa nay chúng ta bắt đầu hôm trước thì buổi khai giảng theo đại đức Phước Tần thì hôm trước được là buổi khai giảng, sư không biết là cho học cái gì chưa, nhưng mà đức Phước Tần nói sư là hôm nay là mình buổi học đầu tiên để phần là vi diệu pháp để hỗ trợ cho cái thiền tập của mình. Thì thành ra là buổi cái nhân duyên đưa đẩy, đúng ra là thường cái người dạy chúng ta phải dạy buổi đầu tiên. Ngày ta có thể là cái duyên của lớp, sư phải là người đến đầu tiên để chia sẻ với sư. Thì những buổi này Đức Phước Tần bạch á, thì sư sẽ về chia sẻ, còn không thì chúng ta cứ học với Đức Phước Tần rồi lâu lâu sư về á, sư không có dạy bài mới mà sư chỉ ôn lại bài cũ, sư nói chuyên sâu một tí cho lớp, nói chuyên sâu một tí, thì khi học chuyên sâu một tí á, nó mới ứng dụng được nhiều ở trong thiền tập. Còn mình học mới này là chủ yếu là mình nhớ các tên gọi, các tên gọi thôi, chứ mình chưa ứng dụng được nhiều đâu. Chúng ta phải học chuyên sâu một tí thì mới được. Rồi kinh nghiệm cho thấy người mà học vi diệu pháp giỏi á, thường là người đó phải giỏi toán, giỏi hóa, tại nó là những công thức, nó giống như là công thức 1 cộng 1 bằng 2 gì đó. Đến khi mình học chuyên sâu một tí nó vậy. Nên thầy cô giáo mà dạy toán, dạy hóa, học vi diệu pháp mà học rất là nhanh. Học nhanh lắm, phần lớn là thấy thầy cô giáo mà học vi diệu pháp họ rất là thích và học rất là nhanh, tại họ quen tính. Đến khi học chuyên sâu nó toàn là công thức không, công thức không đó. Cái đó mừng cho thầy cô nào mà hoặc là phật tử nào mà giỏi toán, giỏi hóa, học vi diệu pháp là mình sẽ thành công. Còn nếu mà ai giỏi văn thì cố gắng tí gắng tí. Thôi bây giờ bữa nay mình sẽ, hôm trước mình có đọc trên bản niêu đó tí nào chưa, sư Phước Tần cho đọc chưa, có đọc thử chưa? Phải đọc cái đó mới được ha. Bây giờ bữa nay mình sẽ đọc ôn lại một tí, ôn lại một tí. Tại ở trong vi diệu pháp đó, trong 7 bộ vi diệu pháp, người ta nói gì nói, nhưng mà cuối cùng là người ta phải trở lại ở trong bản niêu này thì mới được. Cái này người ta gọi là bản niêu chi pháp, tức là cái bài học cơ bản nhất mà mình phải thuộc lòng, thuộc nhìn nhuyễn, giống như là mình ăn cháo không cần cái nhai. Tức là làm học như thế nào để không cần trình bản này mà nói được. Bây giờ thì họ có cái thiết kế bản niêu, đó là có chữ rồi. Lớp có cái bản niêu đó chưa? Chưa có hả? Không có cái đó đâu được. Bây giờ về nhà bạn nào giỏi đó, lên trên internet đánh là bản niêu chi pháp hoặc là bản niêu vi diệu pháp, sau đó tìm ra cho các và còn mình hùng nhờ đó thì có một cái quỹ mình tìm ra cái bản đó. Cái bản đó nó có chữ đầy đủ hết ở trong đó. Thì mới thì mình xem cái bản có chữ, nhưng mà đến khi mình học được vài buổi rồi về cái bản có chữ đó thì xem cái bản không có chữ giống như ở trên đây. Xem cho đến khi nào mình nhìn mấy cái biểu tượng nè mà mình nhớ hết. Tại vì mốt người ta chỉ nói dồn dồn các biểu tượng này thôi. Và các sư Phật giáo đó là khi mà học cái gì hóa á, cái trước tiên đó là người ta bắt người học là phải học thuộc lòng hết các tên bản niêu này, các biểu tượng này. Dạ, thì mình có bao nhiêu? Bên đây từ bên đây xuống mình có bao nhiêu? Tới đây không? Có bao nhiêu, có đến lúc chưa? Hôm trước có đến lúc chưa? Chưa hả? Đến đây là bao nhiêu lúc ha? Mình có tất cả đó là 121 lúc. Như cái phần bên đây là 121 lúc. Thì mình thấy nó có mấy màu? Một màu nè, hai màu, ba màu, bốn màu. Bốn màu hả? Đúng ra là cái màu này thì nó năm màu nó thì ra cái màu này thì thường người ta làm cho cái màu nâu để nó khác với cái màu đen. Nhưng mà bây giờ tại do cái in cái người chỉnh in giống mình giống màu đen thì cái này nó màu nâu để nó có năm màu, nó đủ năm loại nhãn họ. Thì cái này 121 nút nè, 121 nút. Còn bên đây thì mình có bao nhiêu? Phần này mình có, bên đây mình có 4 hoặc 5 phần. Tức là phần này mình có 13 nè. Nhóm này có 13 nè. Nhóm thứ hai có 14 nè, 13, 14, 27. Nhóm này mình có 25 nè. Là bao nhiêu rồi? 25 với 27 là 52. Rồi còn cái phần này là 28,
28 bỏ bút vàng này ra, 28. Hồi nãy là 52 hả? 80. Chứ cái này là 81. 81 với bên đây 121 nữa là mấy? 202. 202 nút. Đó là cái phần mà cần phải thuộc lòng nếu muốn giỏi cái gì đó. Còn cái này từ đời nối sao? Cái phần này là cái phần chế định, cái phần mà hay sử dụng ở trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là cô này tên A, anh này tên B, anh này tên C gì đó thì là 8 nút này. Sẽ nói sao khi mà cái phần tiếp chứ. Bây giờ thì cái bài học đầu tiên ngày hôm nay đó là mình học về cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì trong tâm bất thiện có nhóm này người ta gọi nó là tâm bất thiện. Mình có 8 tâm ham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì hôm nay mình sẽ học là 8 tâm ham trước, học 8 tâm ham thôi. Nhưng mà lớp tập theo sư quý nha. Mình có thể xem lại trong tài liệu, nếu mình ghi nó sẽ thấy tài liệu có tâm tham họ hỷ, học tà vô trà. Rồi mày lớp tâm tham họ hỷ, học tà vô trà. Tâm tham họ hỷ, ly tà vô trà. Tâm tham họ hỷ, ly tà vô trà. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Như vậy tám công tham nó có gì? Trước tiên nó có gì? Một cái hỷ, một cái xả, một cái hỷ, một cái xả. Bốn anh này thì hỷ, bốn anh này xả. Đó là cái đầu tiên mình nhớ nó. Cái thứ hai là công tham hai lúc mình đọc nãy á, mình thấy là ở cuối thì nó có chữ gì? Mình có chữ vô trợ, chữ hỗ trợ. Thì đó những từ mà khi mình đọc để mình nhớ nó. Tức là cái đỏ đỏ là thọ hỷ, cái xanh xanh là thọ xả. Rồi ở cuối của mỗi câu thì nó có cái từ đó là vô trợ và hữu trợ, cách để mình nhớ. Rồi trong mỗi cái tâm tham là hai tâm tham đầu, ví dụ mình đọc là tâm tham thọ hỷ, ví dụ vô trợ hữu trợ mình nhớ rồi, thọ hỷ mình nhớ rồi, mình còn chữ gì? Chữ học tà. Học tà tức là thọ hỷ mình nhớ rồi nè, vô trợ hữu trợ mình nhớ rồi. Giờ mình nhớ thêm cái chữ đó là hợp tà. Hợp tà. Hợp tà thì dành cho hai tâm tham đầu tiên họ hỷ. Rồi đối lập lại với chữ hợp tà thì có gì? Là ly tà. Dành cho hai tâm tham họ hỷ tiếp theo. Sau đó là tâm tham thứ thọ xả. Hai tâm tham thọ xả đầu tiên thì nó là hợp tà. Hai tâm tham thọ xả phía sau thì nó là ly tà. Để ý như vậy để ta dễ nhớ nó. Vậy tại mình chỉ để về màu mình ở trên đây ấy, thì mình chỉ nói được là học hỷ và thọ xả thôi. Còn cái vô trợ hữu trợ mình phải nhớ nó, cái học tà ly tà phải nhớ nó. Dạ. Thì mình sẽ có tám tâm tham, đó là tâm tham thọ hỷ học tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ học tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Ra như vậy lớp một bài nữa ha, được đọc được không? Được rồi không? Ra mà lớp tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ,
hỷ ha, lộn cái gì thì vô trợ hữu trợ có thể lộn được, hợp tà ly tà thì có thể lộn được, nhưng mà thọ hỷ với thọ xã người ta không thể nào lộn được. À, nhớ cứ lúc đỏ là phải là thọ hỷ, ít nhất là phải nhớ được cái đó. À, rồi lúc xanh là thọ xã, phải nhớ được cái đó. À, cái đó là cái đầu tiên nhất và cái dễ nhất để mình nhớ nó. Còn thật ra cái chữ ở cuối câu á, mình có thể lộn cũng không sao cả, cứ nhớ là sao, nếu mà cái trước vô trợ thì cái sau hữu trợ, nếu mà lỡ là cái trước là hữu trợ rồi thì còn cái sau sao vô trợ trở lại không sao cả. À, bài học thì nó sắp theo thứ tự như vậy thôi, nhưng mà nếu mình lỡ đọc cái trước là hữu trợ rồi thì cứ đọc cái sau là vô trợ cũng không sao. À, không sao hết. Quan trọng là cái này phải đúng. Cái đỏ này nhớ là phải là thọ hỷ, cái đỏ là thọ xã nhớ là tình vui. Cái đó người ta sẽ trừ cứu mình, còn cái vô trợ hữu trợ không ai trừ cứu mình được. Hoặc là cái hợp tà luôn, cái hợp tà ly tà thì mình chỉ có để ý lý, tức là nếu mà hai cái đầu mình đã đọc nó là hợp tà thì hai cái sau mình cho nó là ly tà. Còn nếu giờ lã đọc hai cái đầu mà lã đọc cái đầu nó là ly tà thì cái kế tiếp là sao, đọc ly tà luôn. À, tại nó phải đi một cặp của nó. À, một cặp của nó. Rồi sau đó mình đọc hai cái sau thì nó ly tà. À, nhưng mà là hợp tà xin lỗi. Nhưng mà để tại vì mình mới để nó thống nhất với nhau cho nên người ta mới lập ra một cái công thức như thế này. Thì mình sư nói là lúc ví dụ sư kêu đọc, giờ biết quá là không biết cái này vô trợ hữu trợ. Mình lại nói cái trước vô trợ rồi tăng thôi cái sau trước hữu trợ. À, cứ một cái hữu trợ, một cái vô trợ, lỡ nói cái vô trợ trước thì nói cái hữu trợ sau cũng không sao cả. À, rồi tương tự cái hợp tà với cái ly tà. À, hai cái trước là cái hợp tà, hai cái sau thì hai cái ly tà, đó là hai nút đỏ, bốn nút đỏ. À, bốn nút xanh thì hai cái đầu đó là hợp tà, hai cái sau là ly tà. À, thì đó cái phần mà chúng ta cần phải nhớ. À, bài học này ở các xứ Phật giáo á, người ta không phải chỉ nhớ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ không, mà người ta còn học thuộc luôn cái bản Pali. Lý do sao người ta phải học thuộc cái bản Pali? Tại vì cái bản dịch á, mỗi một người sẽ dịch khác nhau. Dạ, bây giờ các tử đang cầm cái bản dịch này nè, mai mốt khi mà chúng ta học Pali Pháp xong chúng ta muốn tìm tài liệu để đọc á, thì chúng ta sẽ cầm cái tài liệu là người ta sẽ dịch khác hết, hầu như các chữ khác nhau hết. Đó, tại người Việt mình giàu từ ngữ quá này, cho nên mỗi người xài từ ngữ khác nhau. Đó, mà như khi mỗi người xài từ ngữ khác nhau, người đọc người ta cũng hiểu khác đi. Dạ, cho nên ở các xứ Phật giáo mà theo truyền thống nguyên thủy này á, họ bắt học thuộc lòng cái ngôn ngữ Pali. À, để nó thống nhất của nhau, tại ngôn ngữ Pali thì ở đâu cũng vậy. À, các xứ Phật giáo hễ xài thì giống nhau, nhưng bản dịch á, thì mỗi một người dịch khác nhau. Dạ, thì nếu mà sao mình học được khá khá tí thì cũng nên tìm cái bản Pali để chúng ta đọc. Trong cái bản Vi Diệu Pháp của ngài Bậc Thượng Thích Minh Châu á, bản nó có cả hai ngôn ngữ, tức là vừa có cái bản Pali vừa cái bản có cái bản dịch Việt. Nhưng chỉ có điều là giống như sư nói lúc nãy, cái từ ngữ của ngài sử dụng nó khác hẳn với cái từ ngữ trong bản này. Rồi, nó khác hẳn nên sư sẽ đọc dạo cho các tử nghe thư giãn. Ví dụ như tám tâm tham, tám tâm tham bằng chữ Pali đó là Somanassa Sagatang Ikikata Samyutang Asankarikang, tâm thứ nhất. Tâm thứ hai đó là Somanassa Sagatang Ikikata Samyutang Asankarikang, tâm thứ hai. Tâm thứ ba đó là Somanassa Sagatang Ikikata Vipayutang Asankarikang, tâm thứ tư đó là Sôm Nát Sát Sa Ca Tăng Tiết Thiết Gá Tát Viết Tiết Tăng Sa Săng Hà Rí Căng. Đó là bốn tâm tham mà thọ hỷ. Đó mới thuộc vậy. À, rồi tới bốn tâm tham thọ xã, đó là cái thứ nhất đó là Úc Bế Kha, đây thọ xã Úc Bế Kha. Úc Bế Kha Sa Ca Tăng Tiết Thiết Gá Tát Sâm Viết Tăng Á Săng Hà Rí Căng. Chữ Á Săng Hà Rí Căng là vô trợ. Rồi thứ hai đó là Úc Bế Kha Sa Ca Tăng Tiết Thiết Gá Tát Sâm Viết Tăng A Săng Kha Rí Căng, A Sa Săng Kha Rí Căng, A Sa Săng Kha Rí Căng là vũ trợ. Rồi cái thứ ba đó là Úc Bế Kha Sa Ca Tăng Tiết Thiết Gá Tát Viết Bí Dư Tăng. Chữ Viết Bí Dư Tăng nó là ly tà. Viết Bí Dư Tăng, A Săng Kha Rí Căng,
cái cuối cùng đó là Pekha Sakatang Tithikata Yipikutang Sasankarikang. Đó, nguyên 121 tâm đó, ta học thuộc lòng hết như vậy. À, ở Myanmar các tử biết là Phật tử họ học thuộc lòng á, sao họ ngồi trên bàn vậy mà họ đọc cho quý sư ngồi giống quý sư làm giám khảo vậy mà. Tức là họ học thuộc lòng nguyên cái bộ Tán Pháp Tập Lý Luận này nè. Và cái cách mà chúng ta học này học theo Tán Pháp Tập Lý Luận, họ thuộc lòng bằng tiếng Bali đó, xong họ ngồi lên họ đọc quý sư ngồi dò, giống chúng ta học Pháp Cú mà xong quý sư ngồi dò học giỏi vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe giảng một tí. Bây giờ đọc tài liệu này á, chúng ta cứ về chúng ta đọc để có thêm kiến thức. Sư sẽ nói ngắn gọn nhất để cho các tử mình nắm cái phần cơ bản. Bây giờ trước tiên là chữ tâm. Cái chữ tâm á, khi mình nói chữ tâm á, các tử nhớ chữ này cho sư được rồi. Tâm tức là biết cảnh, hay là ở bên ngoài mình còn xài cái chữ là đối tượng. Trong Phật Pháp tìm xài cái chữ cảnh bên ngoài thường hay là đối tượng, tức là biết đối tượng. Thì chữ tâm chỉ biết ở trong đây thì người ta giải thích dài dòng cho mình một tí để mình có thêm cái kiến thức hiểu. Nhưng khi mình nói tâm á, mình chỉ nhớ được cái nghĩa cho sư đó, tâm tức là biết cảnh. Dạ, bây giờ biết cảnh gì? Cái bắt đầu mình nhớ lại Kinh Trung Bộ, hoặc là lớp niệm xứ của mình, lớp tứ niệm xứ của mình. Lúc đó biết cảnh là biết cảnh gì? Mình có cảnh gì? Mình có cảnh sắc nè. Cảnh sắc là cái tâm gì biết? À, con mắt biết cảnh sắc. Đó, mà ở trong vì pháp tí nữa mình học, tới nữa mình sẽ có cái tên tâm đó là người ta gọi là tâm nhãn thức. À, nhưng mà mình cứ nói là mắt biết cảnh. À, nói thông thường theo cái từ mình sử dụng ở trong đời sống hàng ngày để mình nhớ nó. Đó là cảnh thứ nhất. Tại ở ngoài đời á, khi mình nói về cảnh á, thì mình cứ nghĩ là cái gì mà nhìn thấy thôi mới gọi là cảnh. Ví dụ như là mình nói là đi ngắm cảnh, thì mình chỉ đi nhìn cái gì mình thấy thôi. Dạ. Nhưng mà cái cảnh ở trong cái diệu pháp, cái cảnh mà tâm biết ở đây á, nó không phải chỉ là thấy không, mà nghe cũng là cảnh. À, nghe gọi là cảnh gì? À, nghe gọi là cảnh thinh. Dạ. Rồi ngửi nó cũng là cảnh. À, ngửi thì cảnh gì? Ngửi nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà ngửi cái mùi thơm á, thì cái đó nó là hương. Tại cái chữ hương chỉ cho thơm. Nhưng mà nếu mà ngửi mà cái mùi thúi thì mình có gọi là hương được không? À, thường cái mùi thúi thì mình không. Cho nên trong cái cảnh đó thường là, tại trong kinh đó thường đó là, khi mà nói về mùi á, thường là nói đối tượng của tâm tham. Cho nên thường đó là hương. Tức là mũi ngửi hương. Và mình cứ quen nó như vậy. Nhưng mà thật chất là không phải lúc nào mùi nó cũng thơm hết á. Có những mùi nó là thúi. Cho nên đó là nó có hai cái cách dịch. Một là người ta dịch nó luôn là cảnh mùi. À, thì mùi nó sẽ có hai trường hợp, là mùi thơm và còn mùi thúi. Còn là có một cách dịch nữa đó là người ta dịch cảnh khí. À, thì khí nó cũng chỉ cho hai trường hợp, đó là thơm hoặc là thúi. Dạ. Thì mình ghi chú mấy cái đó. À, thì đó là cái cảnh thứ ba. À, cảnh ngửi thì nó dành cho gì? Cái gì ngửi? Mũi. À, mũi thì ngửi. Rồi tới cảnh vị. Cảnh vị thì cái gì? Cái gì biết vị? Lưỡi. À, lưỡi biết vị, ví dụ là ngọt hay là mặn, à, chua chát gì đó. À, đó là lưỡi. Rồi cái thứ năm đó là cảnh xúc. À, cảnh xúc tức là sự va chạm, nói thô thiển là sự va chạm, sự tiếp xúc. À, đó là cảnh xúc. Cảnh xúc này thì nó xảy ra đối với gì? À, với thân. À, cảnh xúc xảy ra đối với thân. Và cuối cùng đó là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ là cảnh gì? À, cái suy nghĩ á, ý suy nghĩ. Nhưng mà cảnh của cái suy nghĩ đó người ta gọi nó là cảnh pháp. À, cảnh pháp. À, như vậy thì là tâm biết cảnh ở đây á, tức là tâm nó biết sáu cảnh. À, rồi sau này người ta sẽ giải thích cho mình nhiều ra nữa. À, trong cảnh đó nó sẽ như thế nào đó, đến khi mình học kinh xong một tí người ta sẽ giải thích thêm cho mình. Còn bây giờ mình chỉ nhớ đó là tâm biết cảnh, và cảnh ở đây nó có sáu trường hợp, đó là con mắt biết cảnh sắc, lỗ mũi thì ở tai thì biết cảnh thinh, mũi thì biết cảnh mùi, lưỡi thì biết cảnh vị,
thân thì biết cảnh xúc và tâm biết cảnh pháp. À, đó, khi mình nói chữ tâm thì nhớ được bao nhiêu đó giúp sư là được. Bây giờ hôm nay mình học đó, học tâm bất thiện. À, thì mình phải nhớ được cái chữ bất thiện này là gì. À, thường bất thiện cái hiểu theo bên ngoài mình bất thiện tức là sao, là xấu. Đó, thì mình nói vậy cũng được, trước tiên là nhớ được cái chữ bất thiện là xấu là được. À, rồi bây giờ mình nói nhiều thêm tí bất thiện làm sao. Bây giờ trước tiên làm được một nghĩa rồi, bất thiện tức là xấu. À, lấy một nghĩa đó. Rồi bất thiện á, ví dụ như là khi mình nói chuyện với ai đó mà mình nói với tâm sanh thì mình thấy làm sao? Mình có xử sự được khéo léo không? À, không khéo được. Lúc mà mình giận thì mình nói cũng không được khéo, và mình hành động bằng tay chân á, nó cũng không được khéo. Cho nên tâm bất thiện á, nó còn có một ý nghĩa nữa, đó là tâm không có khôn khéo, tâm không có khéo léo. À, cái nghĩa của tâm bất thiện. Sư cố gắng sư nói là những gì mà nó thực tế với mình, rồi sau đó mình ghi lại cái ý nghĩa của pháp để các tử mình có thể mình dĩ nhớ hết. À, tức là mình nhớ cái hành động, khi mà mình hành động bằng tâm sanh tâm bất thiện thì hành động nó thô thiện và mình không có khéo léo được. Dạ, chúng ta khi mà chúng ta hành động bằng tâm bất thiện á thì bao nhiêu cái tật xấu của mình nó lòi ra hết. À, cho nên nó không giấu được, nó không che giấu được. À, cho nên người ta nói là tâm bất thiện là tâm không có khôn khéo. À, tâm không khôn khéo, đó là cái ý nghĩa thứ hai. Rồi khi mà chúng ta làm gì mà làm với tâm bất thiện á, thí dụ như là trong lúc mà chúng ta bị bệnh, chúng ta thấy cái cơ thể của mình sao? Lúc mà mình bị bệnh, mình thấy cơ thể của mình sao? Nó nặng nề, nó mệt mỏi. À, nó nặng nề, nó mệt mỏi lắm. Khi mà ngay cả lúc mà chúng ta khỏe mà chúng ta sống nhiều với tâm buồn rầu lo âu á, thì chúng ta cũng thấy sao, cái đi đứng của mình nó rất là khó khăn, nó rất là nặng nề. Dạ, chúng ta để ý lúc nào mà chúng ta đi chùa mà chúng ta hành được xong một cái buổi thiền tập, chúng ta đứng lên chúng ta thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng khỏe. Dạ, tại vì lúc đó cái tâm thiền nó hỗ trợ. Dạ, nhưng mà nếu mình sống trong buồn rầu lo âu á, lúc nào mình cũng thấy cơ thể mình nó nặng nề. Dạ, và do đó là cái tâm bất thiện á, nó còn có cái ý nghĩa là tâm bệnh hoạn. À, cái tâm bệnh hoạn. Dạ, thì nghĩ đến cái trạng thái bệnh, cái sự nặng nề của thân tâm thì nhớ được cái ý nghĩa của tâm bất thiện. À, rồi à, còn gì nữa à, cái bất thiện á, khi mà mình hành động bất thiện á, thì cho dù mình có biện bạch như thế nào đi chăng nữa, cái hành động bất thiện á, nó là nhân cho quả đau khổ. Dạ, sư ví dụ như là các Phật tử mình la con cháu mình ở trong nhà. Dạ, mặc dù cái la của mình đó, mình muốn cho nó tốt. À, và mình chỉ có điều là lúc mình la con á, mình không có nói được cái bằng cái lời nói gì ngọt, mà la theo cách thì sao, có khi là chửi mắng, rồi có khi là dùng lời nói thô thiển la hét làm cho con nó sợ. Dạ, thì cái hành động bất thiện đó, đó mặc dù mình có là tại mình muốn con mình tốt cho nên mình mới làm như vậy. Dạ, thì cho dù mình có lý luận như thế nào đi chăng nữa, mình cố gắng là bao che cho mình như thế nào đi chăng nữa, thì cái hành động bất thiện đó sau này nó là cho quả báo là khổ đấy. Dạ, thì sau này mình sẽ bị người khác nói sao, nói chuyện với mình người ta cũng nói thô thiển giống y hệt vậy. Dạ, giống như những trường hợp mà những người con mình nói chuyện với cha mẹ nói lời nói thô thiển á, thì sau này con cháu mình nó làm giống đối với bản thân mình giống y hệt như vậy. À, tại cái nhân bất thiện nó không có trường hợp nào mà cho quả vui hết á. À, cái nhân bất thiện thì nó chắc chắn cho quả báo đau khổ. Dạ, và khi mình làm thì người khác có biết hay không biết thì nó vẫn là như vậy. Dạ, thì đó là nói về cái tâm bất thiện á, mình phải nhớ được bao nhiêu đó. À, đó là thứ nhất, là khi mà nói đến bất thiện thì phải nghĩ đến gì, là tâm xấu. À, nhớ cái đó trước. À, khi mà bất thiện á, là hành động thô tháo, cho nên tâm bất thiện tức là tâm không có khôn khéo. À, tâm bất thiện á, nó làm cho cái cơ thể mình nặng nề giống như là một người bệnh hoạn, cho nên tâm bất thiện nó được xem là loại tâm bệnh hoạn. Rồi tâm bất thiện á, nó là nhân cho quả báo đau khổ.
Dạ. Còn ở đây mình có còn có thêm một cái ý nghĩa là tâm bất thiện, tức là tâm không tốt, đương nhiên nó không tốt, tức là nó xấu rồi, lấy cái nghĩa đó là được rồi, chỉ cần nói là xấu là được rồi. Dạ. Thì đó là cái ý nghĩa của tâm bất thiện. Ngoài ra cái đó là cái chữ bất thiện mà người ta trình bày cái chữ Bali, đó là chữ Akusala. Có nghe chữ đó không? Akusala, Akusala đó. À, thôi mới bóc đọc tài liệu xem chữ đó. Thì cái đó là người ta nói theo cái ý nghĩa đó. Ngoài ra cái tâm bất thiện á, là có, nó còn có một cái ý nghĩa khác mà mình nói theo bài kinh Kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh số 9 á. Ai có học kinh Trung Bộ đó biết còn nhớ hay không? Thế nào là bất thiện? Tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện. Rồi thế nào là căn bổn của bất thiện? Tham là căn bổn của bất thiện, sân là căn bổn của bất thiện, si là căn bổn của bất thiện. Nhưng khi học xong cả thầy ở trên thì cái gọi là cái tâm bất thiện á, là vì nó có cái nguồn gốc của nó là bất thiện. Tức là từ cái mầm mống bất thiện á, nó khiến cho sanh cái tâm bất thiện. Dạ, tức là hay là mình nói nôm na đó là từ cái mầm mống cái hạt giống xấu á. Ví dụ là từ cái mầm mống cái hạt giống mà nó có, khi mà nó cho quả chua á, thì khi mình trồng nó là sao? Thì mình ăn nó sẽ chua, nó sẽ chát, nó giống như là bất thiện. Dạ. Thì đó là một định nghĩa khác cho cái tâm bất thiện, tức là do nó có cái gốc, cái rễ của nó là bất thiện. Tức là nó sanh khởi được do nó có cái gốc, cái rễ của nó là bất thiện. Cho nên người ta gọi nó là tâm bất thiện. Dạ. Thì đó là cái chữ mà bất thiện. Cái chữ thứ hai mình cần phải nhớ nó. Nhớ được nhiều cái hay nhiều ha. Được nhiều hay nhiều. Rồi bây giờ mình tới tâm tham. Tâm tham mình đọc lúc nãy. Tâm tham là tâm sao? Tâm tham là tâm sao? Thường mình nói tham là sao? Tham là sao? Thường khi mình nói tới tham là mình thường nói gì? Ham. Ví dụ khi mình nói tham là mình chỉ biết là ham thôi. Tức là muốn có được nhiều. Ví dụ vậy. Dạ. Nhưng mà tâm tham khi mình đọc ở trong vi diệu pháp này á, nó còn vi tế hơn, nó còn cái nghĩa rộng rãi hơn nhiều. Nó không phải là trong cái ý nghĩa chỉ là thấy của người ta muốn được, hoặc là người ta cho một thì muốn được hai, thì muốn được ba. Nên cái đó là cái tâm tham. Mà thật ra là những trường hợp đó là những trường hợp nó đã quá thô thiển rồi. Dạ. Còn ở trong vi diệu pháp mà cái tâm tham ở đây á, tức là nó chỉ là một cái trạng thái dính mắc với một cái gì đó, thì nó đã là tâm tham. Và chỉ với cái bao nhiêu đó là nó đủ đưa mình tái sanh ở cõi bạn. Đó, cái đó là những cái đáng sợ. Dạ. Xin ví dụ như là các tử mình có tài sản, mình cố gắng làm ăn, có tài sản, cái mình giấu chỗ này, giấu chỗ kia, tại sao người ta thấy? Giấu chỗ này, cắt chỗ kia. Thấy đến khi sắp lâm chung mới nhớ, mình còn chỗ đó, tiền để chỗ đó, vàng để chỗ đó, kim cương để chỗ đó, chưa nói cho ai biết được, chỉ với tầm dính mắt đó thôi. Là chết là sao? Nhiều khi sanh vào loài rắn hoặc là con gì đó để giữ lại tài sản đó. Đó, cái tâm tham nó nguy hiểm tới như vậy. Cho nó không đơn giản là chỉ muốn được cái của người ta không. Ngay cả cái của mình đang có, mình dính mắt nó thì nó vẫn đủ sức mạnh đưa mình tái sanh ở cõi bạn. Dạ. Cho nên cái tâm tham á, mình để ý là chỉ cần mình có sự dính mắc với cái gì đó thì nó là tham rồi. Dạ. Và khi mà lấy tâm tham với cái ý nghĩa này á, thì các tử mình thấy là ở trong đời sống của mình á, mình sống rất nhiều với cái tâm tham. Sống rất nhiều với cái tâm tham. Và nó sanh khởi rất nhiều ở trong đời sống của mình. Dạ. Từ những thứ, ví dụ như quần áo, điện thoại, xe gắn máy, các thứ, các đồ chơi nhỏ, từ nhỏ tới lớn. Dạ. Chỉ cần mình thích với tâm dính mắt đối với nó là cái đó nó đều là trạng thái tâm tham hết. Dạ. Nhưng mà vì mình không có nhìn thấy nó thôi. Không nhìn thấy nó. Thì cái đó là nói cái ý nghĩa của tâm tham. Ý nghĩa của tâm tham có một ý nghĩa khác nữa, tức là thứ nhất khi mình nói đến tâm tham mình phải nhớ ra tâm tham tức là trạng thái tâm mà dính mắt. Nhớ cái đó là ý nghĩa cho sư.
cái thứ hai đó là cái tâm tham, gọi là tâm tham vì nó cũng có cái nguồn gốc của nó là tham. Dạ, vì nó còn cái nguồn gốc á, cho nên cái tâm tham á nó mới hỗ trợ cho cái tâm tham nó sanh khởi được. Nó giống như là xin ví dụ là các tử mà có một số loài cỏ, nếu mà mình chỉ ngắt nó thôi mà mình không đào củng nó lên, thì sau khi mình ngắt xong là sao? Mới mốc nó mọc lại nữa. Lý do tại sao nó mọc lại? Tại nó còn cái gốc của nó, còn cái củ của nó. Dạ, thì cái tâm tham sở dĩ nó sanh khởi được á, nó sanh khởi được ở con người mình á, tại nó còn cái gốc của nó, cái nguồn gốc của nó. Dạ, còn thí dụ như các bậc thánh, thí dụ là bậc thánh mà cao nhất, bậc thánh A-la-hán, lý do tại sao các ngài không có tâm tham? Quyền nó giống như là cái cỏ hoặc là cái cây mà các ngài đã bứng lên, cái gốc nó bứng lên rồi nó còn cái gốc nữa, còn vì nó còn cái gốc nữa cho nên nó sanh được. Thì đó là cái ý nghĩa thứ hai của tâm tham, gọi là tâm tham vì tâm có cái nguồn gốc, cái gốc rễ là tham. Đó là hai cái ý nghĩa của tâm tham. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu vô từng trường hợp tâm tham. Dạ, bây giờ tâm tham mà nãy là mình có, trước tiên là nếu mà nói về thọ thì nó sẽ có hai loại, thọ hỷ và thọ xả. Thọ hỷ làm sao? Thọ hỷ làm sao? Là vui. Cho nên trong cái vui á, áp tử mình thấy là cái vui, nếu mà người ngoài đời người ta chỉ nói là chỉ cần sống vui là được, sống sao miễn sống cho vui là được. Dạ, nhưng mà đến khi các tỉnh học Phật pháp á, mình xem coi cái vui đó nó vui như thế nào. Tại cái vui này á, mình thấy là sao? Tâm tham nó cũng vui nè. Tâm tham nó cũng vui. Dạ, thí dụ như là cái người mà họ quen với cái cách say á, hễ bữa nào mà thiếu chất say họ thấy buồn, mà hễ ít nhiều chỉ cần có được là thấy vui. Thì cái vui đó á, là cái vui với tâm gì? Vui với tâm tham thọ hỷ. Vui với tâm tham thọ hỷ. Dạ, hoặc là người mà cái thói quen đó là, ví dụ như là đi làm về á, phải ra, ví dụ mỗi khi làm về á là phải ghé được cái quán đó là uống cốc bia, xong mới về, tức là có thói quen như vậy. Mà bữa nào mà không được ghé uống cốc bia không về được. Dạ, tức là thấy buồn. Dạ, thì cái vui để được uống một cốc đó là cái trạng thái của tâm tham mà họ hỷ, nó không phải là thiện. Dạ, và cái trạng thái của tâm tham họ hỷ á, mặc dù nó là vui, nhưng mà cái vui đó á, vì nó trạng thái tâm bất thiện cho nên nó vui, nhưng mà nó làm cái tâm mình dao động. Dạ, cho nên xin ví dụ như là các tử mà gặp con cháu, ví dụ con cháu đi xa về rồi gặp nó vui mừng quá. Dạ, nhưng mà mừng hồi cái khóc, có không? Có nhiều những cái các tử hay lớn lứa tuổi mình mừng hồi khóc luôn. Dạ, là vì cái vui đó nó không phải là tâm thiện. Cái vui cái hỷ đó nó là tâm tham. Bởi vì nó vui với cái tâm tham á, cho nên nó dễ chuyển đổi, nó dễ hỗ trợ cho cái tâm bất thiện khác sanh khởi, đó là tâm sanh. Trạng thái khóc đó là tâm sanh. Giống như vui mà cuối cùng nghĩ là tại sao lâu quá mà không chịu về, tới bây giờ nó mới gì, ví dụ vậy. Thì cái vui của bất thiện nó là như vậy. Nhưng mà cái vui mà cái tâm thọ hỷ của các tử mà ngồi thiền, hoặc là cái vui mà của khi mà các tử đi chùa mình làm được một cái công đức nào đó, ví dụ như bữa nay đi chùa, chùa nhà Lao Tự Phật, Lao Kim Thanh Vũ Phật, làm xong hoan hỷ Phật, thì cái vui ở trong thiền pháp á, nếu mà các tử mình để ý á, nó sẽ làm cho thanh tâm mình nhẹ nhàng, nó phải vui giống như cái nãy. Nó làm cho tâm thanh tâm mình nhẹ nhàng và tâm mình càng ngày càng lắng dịu. Dạ, cho nên nếu mà các tử mà đi chùa nhiều, đi chùa lâu, mà mình thấy là mình càng nói nhiều, và cái đó mình phải xem mặt. Nhiều khi cái đó mình bị bất thiện nó chi phối. Nếu mà nói nhiều đó mà nói Phật pháp thì còn đỡ, còn nói nhiều chỉ nói chuyện bên ngoài vui chơi chứ không phải Phật gì hết. Dạ, mà thấy mình đi lúc mà chưa đi chùa, chưa học Phật pháp nói nhiều, mà càng đi chùa càng học Phật pháp càng tu tập nói ít lại.
thì cái trạng thái tâm hiện á, nó làm cho tâm mình lắng dịu, nó không tiếp xúc với cái cảnh làm chi phối tâm bên ngoài nhiều. Dạ. Và cái đó ở trong tám đặc tính thật của giáo pháp á, mà Đức Phật này dạy cho nàng này, Ma Ha Pa Cha dạy cho bà Kiều Đàm á, Ma Ha Pa Cha Pa Tí Gotami á, thì trong đó nó có một trường hợp đó là khi mà mình ăn trú đường nhiều ở trong tâm thiện á, mình sẽ không thích ở trong cái hội chú hồn này. À, vì cái trạng thái thật của tâm thiện đó là nó làm cho tâm mình lắng dịu đi. À, làm tâm mình lắng dịu đi. Thì đó là cái hỷ khác biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, mà trong tâm tham mình nói cái hỷ. À, cho nên bây giờ khi mình học cái này mình phải phân biệt. Cái phân biệt cái câu người ta nói là miễn sao sống cho vui là được. À, mình phải phân biệt nó, vui đó nó vui trong cái gì? Vui trong cái thiện sự, hay là vui trong cái điều thiện, hay là vui trong cái bất thiện. À, mình phải phân biệt cái đó ra. Tại bất thiện nó cũng có hỷ nè. Dạ. Thì đó là trường hợp học hỷ, tức là vui thích, nhưng mà vui thích với tâm dính mắt. Dạ. Rồi trường hợp thứ hai đó là thọ xả. À, thọ xả. Thọ xả là sao? À, thọ xả thì người ta hay nói là thọ xả tức là không vui không buồn. À, hoặc là trạng thái tâm trung tính. Dạ. Thì một cái cách thí dụ để chúng ta hiểu về thọ xả như thế này nè, để chúng ta dễ hiểu. Thí dụ như là nay hết mùa trung thu rồi, phải ngay mùa trung thu rồi mà được ai đó đem một cái bánh trung thu như Lan đem tới tặng, thí dụ vậy, là lúc đó tâm hoan hỷ. À, nhất là cái bánh đó được người ta tặng đầu tiên. Dạ. Nhưng mà thí dụ mình có nhiều người bạn mà bạn nào đó cũng tặng cái bánh đó hết, mình có cả trăm cái, thì lúc giờ làm sao? À, tâm nhận bình thường trở lại. Dạ, tâm bình thường trở lại. À, cái đầu tiên thì vui nhiều, cái sau thì nó cũng vui ít lại tí, rồi từ từ sao? Tặng tới tâm bình thường luôn. Hoặc là trong ăn nè, trong ăn uống nè, thí dụ cái món mình thích, nhưng mà với điều kiện là lâu lâu ăn lành. Còn đến khi mà bữa nào mình cũng ăn món đó thì sao? Mình thấy ngán. À, thì lúc đó là trạng thái tâm không còn vui thích với cái món đó nữa. Dạ. Nhưng mà trước khi nó càng chuyển sang cái trạng thái tâm không vui thích đó, dạ, thì nó là trạng thái tâm xả. À, tại khi mình nói đến không vui thích thì nó là gì? Là tâm gì? À, không vui thích thì nó là trạng thái tâm khó chịu rồi, là nó tâm sân rồi. À, tức là trước khi chuyển từ cái trạng thái tâm thích sang cái không vui thích thì nó trạng thái tâm đó nó là trạng thái tâm xả. À, thái tâm xả. Hoặc là giống thí dụ lúc nãy, tức là cho đầu tiên thì thấy vui, thấy hoan hỷ, thấy thích, nhưng mà đến khi nhiều quá rồi thì trạng thái tâm nó trở lại bình thường trở lại. À, thì trạng thái đó là tâm thọ xả. Dạ. Thì đó là cái đầu tiên. À, cái đầu tiên thì mình có bốn tâm thọ hỷ, bốn tâm thọ xả. Rồi mình nói cái khía cạnh thứ hai, đó là cái vô trợ và hữu trợ. Vô trợ hữu trợ là sao? Thường chúng ta đọc ở trong tài liệu á, thì chúng ta sẽ được giải thích như thế này. Vô trợ tức là làm gì đó tự mình làm, còn hữu trợ tức là làm gì đó phải có người ta kia. Ví dụ bữa nay chùa có lớp học vi diệu pháp nè, tính không đi nhưng mà bạn kế bên rủ quá, thôi đi buổi cho biết. Ví dụ vậy. Thì cái đi đó, đi đến đây đó là với tâm vô hữu trợ. À, tâm hữu trợ. À, còn người nào chỉ cần nghe thông tin là tự mình đi liền. À, tâm vô trợ. Thì cách giải thích đó là cái cách giải thích để mình dễ hiểu, cách giải thích thô thiển nhất. Dạ. Nhưng mà trong cái hữu trợ vô trợ nó còn như thế này nữa. Thí dụ như là mình nghe giảng về cái lợi ích của pháp bố thí, giúp thành tựu được về tài sản, giúp chúng ta dứt bỏ được tâm tham, xong cái mình làm phước bố thí liền. À, ví dụ gặp tiêu tăng đi khất thực gì đó, cái mình cúng dường liền, thì cái trạng cái cúng dường đó đó người ta gọi là tâm vô trợ. Còn mình ví dụ như là nghe giảng xong cái tính cúng, cái mình thôi để bữa nào. À, ví dụ vậy. À, để bữa nào. À, thấy bữa nào có chồng có con thì đó mình cúng luôn, dẫn mọi người đi cạnh cùng gia đình cúng luôn. Thì thật ra suy nghĩ đó tốt không? Tốt. À, nhưng mà đến khi cúng là tâm đó tâm gì? Tâm vô trợ. Dạ. Và cái tâm vô trợ, nếu mà nói về cái thiện nha,
tôi ví dụ nói về cái thiện giống cái câu chuyện mình sư hay kể cho các Phật tử mình nghe, câu câu chuyện của hai ông bà La Môn mà ông cúng dường cái chiếc y tròn đó. Tức là ông này ông đi nghe pháp, hai vợ chồng nghèo lắm, chỉ có tấm y tròn à. À, tấm y tròn khi mà người chồng đi ra ngoài thì người vợ ở nhà, người vợ ra ngoài thì người chồng ở nhà. Nôm na giống nghĩa là hai vợ chồng mà xài có bộ quần áo à, nói vậy cho gì thì hai vợ chồng mặc thay phiên nhau. Thì một ngày nọ ông chồng này ông đi nghe pháp xong hoan hỷ quá, cái ông muốn cúng dường, cả không có gì cúng cho nên ông muốn cúng dường cái bộ quần áo đó à, ở trong kinh thì nói là tấm y tròn, muốn tông cúng dường tấm đó. Thì trong lúc tâm hoan hỷ muốn cúng đó là có một cái tâm suy nghĩ đó là cha, nếu mình cúng cái này vợ mình có gì đâu mà à, mình còn ví dụ người nam còn lấy gì đó che để cho người nữ không có bộ quần áo này là cô phải ở nhà suốt đời à, thế là không cúng được à. Rồi đến canh đó là canh đầu tiên, rồi đến canh thứ hai, canh thứ ba, đến canh thứ ba mới cúng được, rất là quyết tâm cúng dạ. Thì cúng xong nó do cái công đức đó ông được cái phước phát sanh mỗi một thứ bốn cái, tức là ông được đức vua tặng cái gì cũng bốn cái và mà trở thành người giàu có. Thì các vị thì kheo mới nói là mẹ có công đức quá, cúng dường nó tấm y trò mà được đức vua ban thưởng mỗi một thứ bốn cái. Thì đức vua nói là à, đức Phật này nói là thật ra là ông được một thứ bốn cái là còn ít á, lúc ra là ông phải được mỗi một thứ là 16 cái. Nếu mà lúc mà ông hoan hỷ mà ông cúng liền, ông sẽ được một thứ 16 cái. Và nếu mà cái ở cái lần đầu tiên không cúng được á, lần thứ hai á ông cúng á, ông sẽ có được mỗi một thứ 8 cái. Nhưng mà vì cúng trễ quá, cái tâm vô trợ nhiều quá, cuối cùng nó còn lại 4 cái đó. Thì đó là cái tâm vô trợ. Nếu mà trong thiền pháp á, các tử mình làm công đức với cái tâm vô trợ thì cái quả báo nó cũng cho, nhưng mà nó sẽ cho rất là chậm, cho rất là yếu dạ. Như vậy cái chữ vô xin lỗi, hữu hỗ trợ, xin lỗi, hỗ trợ, xin lỗi, hỗ trợ với cái tâm hỗ trợ thì rất là yếu. Như vậy cái chữ hỗ trợ ở đây á, nó không hẳn là có sự tác động của người bên ngoài, mà chỉ cần là cái tâm chần chừ của mình trong lúc mình làm công việc gì đó, thì cái tâm đó người ta gọi nó là tâm tâm hỗ trợ à. Như vậy vô trợ là sao? Muốn làm là làm liền. Hỗ trợ tức là thứ nhất là có sự tác động của người khác, hoặc là tâm mà chần chừ khi muốn làm một cái gì đó dạ. Thì trong tâm tham của mình á à, xin ví dụ như là các tử đi chợ mà mình mua ví dụ mua một cân trái cây, một ký trái cây người ta cho 4 trái, cái mình thấy 4 trái nó còn một cân một ký à, nhưng mà cái người bán họ nói như vậy là vừa, xong cái người bán họ lo xây qua xây lại cái mình lấy một trái bỏ vô thêm dạ. Thì nếu mà tâm mua trợ thì làm đi dạ. Nhưng mà nếu mà tâm hỗ trợ thì suy nghĩ lên xuống lên xuống, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng làm. Đó là tâm tham nó hỗ trợ. Và trong đời sống mình có nhiều trường hợp như vậy lắm à, nhiều trường hợp các tử để ý. Bây giờ mình để ý á, thì mình học cái này rồi các tử để ý á, cái tâm này nó xảy ra với mình nhiều lắm. Và xảy ra với mình nhiều lắm. Sư ví dụ như là ở trong kinh nó kể là câu chuyện mà ông có ông trưởng giả mà nhà rất là giàu, nhà 7 tầng á, trong cuốn giải pháp cứu có kể lại. Nhưng mà do ông bị tâm tham rối buộc á, cho nên sống với tâm keo kiết bỏng sẻ không cho ai được dạ. Thì có lần ông thèm ăn bánh á, mà ông suy nghĩ đó là nếu mà nói mình thèm ăn bánh thì tại ở nhà vừa có người làm, vừa có con cháu rồi các nhiều người, cho nên nói là làm thì tốn nhiều, cho nên ông dám nói. Rồi ông nhịn mà cái cơn đói khát nó làm cho ông bị bệnh. Thì bà mới hỏi đó là anh sao bị gì, không chỉ nói tại nói thì sao vợ biết, nhưng mà cứ bà anh cũng biết tánh ông này có gì, ông chỉ nói, cho nên bà có hỏi nhèn lên mình xuống cái ông nói thèm ăn bánh đó. Bà bảo nói chỉ có muốn ăn cái bánh đó cũng không dám nói, để em làm cho cả làng này ăn. Ông đang sợ tu kém mà nghe bà vợ làm nói gì nữa, ông sợ quá sợ. Ông thèm nói. Xong cái bà vợ cũng biết tính tánh chồng, thì bà nói thôi gì để làm cho
người giúp việc con cháu trong nhà ăn thôi, ông cũng không chịu. Cái bà nói thôi để làm cho con cháu với hai vợ chồng mình ăn. Cái ông nói thôi mấy đứa đó cho ăn làm gì. Bà nói thôi để làm tôi với ông ăn. Ông nói là bà cũng ăn nữa sao. Bà nói thôi để làm cho ông ăn mình. Ăn vậy thêm chịu. Mình lên lầu 7 á, cáo tử biết đâu phải nghèo đâu. Mình ở đây mình thấy lầu 3, lầu 4 gì, cái đó lầu 7. Lên hai tại làm ở dưới thì con cháu nó thấy mà không cho cũng kỳ. Người giúp việc họ thấy không cho cũng kỳ. Dạ cho nên hai vợ chồng lên làm lầu 7. Cái Đức Phật ngài ở chùa Kỳ Viên ngài thấy. Ngài thấy nói, ngài mới gọi một Kiền Liên đó nói một Kiền Liên đi đi, hai ông bà đó là có duyên với ông đi đánh thế đầu hai ông bà. Thì hai ông vợ chồng mới vừa lên lầu 7 chuẩn bị bột, mới làm được cái bánh đầu tiên à. Là ngày một Kiền Liên ngày dùng thần thông mà tích tắc ngày đứng ngay cửa sổ. Ông bà rất giận, nhưng là ông rất là giận. Nói là tôi đã lên tới trên đây là tôi đã sợ mấy ông này rồi. Mà sao cũng tìm thấy. Rồi cứ kiểu nói xiên nói sợ. Tức là nói để cho đau đầu đặng đi, không chịu đi. Tức là ngày ngày cứ đứng đó. Dạ. Rồi cuối cùng ông nói nếu mà ngài có giỏi á, ngài làm cho cái lâu đài này, cái nhà của tôi đầy khó. Thì lúc đó ngài với cái thần thông của ngài, cái ngài làm cái nhà đầy khó hết, mặt hết rồi. Thì mới năn nỉ ngài cho nghỉ. Rồi nói bà vợ, thôi bà làm coi làm cái nào nhỏ nhỏ cho ông ta đi rồi. Mà thì bà vợ cũng làm theo chồng, đâu dám cãi, tại biết tánh chồng mà. Thì những cái bánh mà ví dụ ở trong Bali, trong cái Bali sử dụng cái chữ là cấp bí lóc pu quá, cấp bí lóc pu quá, thì cái bánh đó các ngài bên người Việt các ngài dịch là bánh xèo. Nhưng mà những cái bánh đó xin có đi Ấn Độ, xin nghĩ là tại ở Ấn Độ nó có một cái loại bánh mà cũng là bánh nước, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, nó không dám giống như là bánh xèo của mình, nó lớn hơn bánh khọt của mình một tí. Dạ, nhưng mà bánh cũng khá ngon. Suy nghĩ là chắc là loại bánh đó, nó cũng loại bánh nước. Dạ. Thì mà thí dụ như là cái bánh đó người ta đổ bằng 3 muỗng bột thì bà vợ bà đổ có muỗng à. Nhưng mà có một cái là muỗng thì bánh nó lại lớn hơn. Do cái ngày một kiện đi ngày dùng thần thông làm cái bánh cho lớn hơn. Cho nên để bột càng ít, cái bánh nó lại càng lớn. Thì ông không tin bà. Ông nói là chắc tại bà thương ông Sa Môn này cho nên bà đổ cái bột nó quá nhiều cho nên bánh nó lớn vậy để tôi. Ông chỉ để một nhỏ bột thôi nhưng mà cái bánh nó vẫn lớn hơn. Thì cuối cùng nó thôi giờ vậy lấy cái nào cũng được, lấy ẩm cho một cái. Tại nãy giờ cái nào cũng lớn này, không có chọn. Thì tại vì bánh cứ là đổ ra lớn thì nãy giờ nó nhiều. Rồi khi mà nói là cho một cái thì cái bánh nó dính lại hết. Hai vợ chồng kéo mà tách ra một cái thôi, kéo tóc mà hôn. Rồi cuối cùng mệt quá, tôi chọn hết khỏi ăn nữa. Thì cuối cùng khi mà cái tâm xả, lúc đó tâm không còn chấp nữa. Tức là lúc bây giờ cái tâm tham nó buông bỏ, mệt quá. Thì lúc bây giờ ngày một Kiền Liên ngày nói đó là thật ra là ngày đến đây không phải là ngày mục đích để được ăn cái bánh của ông đâu. Mà có Đức Phật với lại Chư Tăng á, trời họ nhận cái việc cúng dường này của ông. Và ngài mới giải thích cho ông nghe đó là cái lý do mà ông được thành tựu tài sản giống như bây giờ ở trong đời sống hiện tại, giống cáp tử mình mà mình thành tựu được cái tài sản vật chất ở trong đời sống hiện tại á, là do cái nhân đó là nhân bố thí. Nhân bố thí giúp mình thành tựu tài sản. Và ngài nói đó là do cái nhân nào mà giúp mình có được cái điều kiện hiện tại á, mình không nên từ bỏ cái nhân đó, nên tiếp tục đặt nó. Dạ. Cho nên sư cũng hay nhắc tới cáp tử đó là do cái nhân nào mình có được nó, mình cố gắng mình gìn giữ nó, mình biết mình cố gắng gìn giữ nó, cố gắng đào thiên cho để mình xài bài thì nó sẽ hết đi. Thì khi mà ngài giảng về cái lợi ích của sự bố thí, cái nguyên nhân để giúp ông thành tựu cái tài sản trong đời sống hiện tại, ông Hoàng Hỷ tức là biết mình trước đây là có bố thí cho nên bây giờ mình mới thành tựu được tài sản như thế này, cho nên không có lý do gì mà trong đời sống hiện tại mình không dám làm cái bố thí. Dạ. Thì lúc giờ tâm mới hoan hỷ, mới sẵn sàng đi đến chùa để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Thì sư kể lại câu chuyện này á, các tử mình thấy là mình nghe mình mắc cười à. Nhưng mà nếu mình xét mình á, cái trạng thái tâm này á, nó xảy ra rất nhiều đối với mình. Nhưng mà vì mình không nhìn thấy nó cho nên mình không cười được thôi Chứ nếu mà mình nhìn thấy nó đó, tại bản thân mình là mình cười hoài.
lại mình không nghĩ là cái tâm mình nó xấu như vậy. Rằng cái tâm mình nó xấu như vậy. Dạ. Thì đó là cái trạng thái tâm tâm tham nó tối buộc mình. Dạ. Và cái trường hợp nãy đó nó cũng liên quan đến là khi mà ngài đến khi mà ông làm được xong, nhờ cái sự trợ duyên của ngài Mục Kiền Liên rất là nhiều. Đó là cái tâm hỗ trợ. Tâm hỗ trợ khi mà tạo được cái thiện pháp. Dạ. Thì trong câu chuyện đó mình nói về cái tâm dính mắc, tâm tham liên quan tới hỗ trợ và vô trợ. Rồi mình còn một trường hợp nữa, đó là trong tâm tham thì mình, hồi nãy mình còn cái gì? Hợp tà và ly tà. Cái hợp tà ly tà này, cái này cũng quan trọng nè. Tại vì nhất là cái tâm tham mà hợp tà, ví dụ như là ở trong bài kinh hành con chó, ở trong bài kinh số 57 ở trong kinh Trung Bộ mà chúng ta học đó, ở trong kinh đó mà hai người, một người tu theo hành con bò, một người tu theo hành con chó, rồi đi đến hỏi gặp Đức Phật đó. Cái người tu theo hành con bò thì hỏi Đức Phật đó là khi mà mình tu theo hành con chó mà tu tập được tốt đẹp như vậy thì nó có kết quả như thế nào. Rồi người tu theo hành con chó thì lại hỏi Đức Phật đó là khi mà tu theo hành con bò mà mình tu được tốt đẹp đó, thì nó sẽ có kết quả như thế nào. Dạ. Thì người này hỏi cho người kia, thay vì hỏi của mình thì hỏi của người khác. Dạ. Thì hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai Đức Phật này không có trả lời. Nhưng mà hỏi thông thường á, có những câu hỏi mà hỏi Đức Phật á, ngài sẽ từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai. Nhưng mà nếu mà hỏi đến lần thứ ba thì ngài cân nhắc, nếu được ngài sẽ trả lời. Dạ. Thì trường hợp này khi hỏi đến lần thứ ba Đức Phật ngài trả lời. Thì ngài trả lời xong hai người này khóc. Ngài nói đó là nếu mà làm được giống như là con bò hoặc là con chó thì sau khi chết á, sẽ tái sanh vào loài bò hoặc loài chó, chứ không tái sanh ở đâu. Dạ. Còn nếu với, tức là cái hành động đó mà còn có cái suy nghĩ, cái tà kiến, tức là hợp tà á, với suy nghĩ đó là do cái hành động mà làm theo hành con bò, con chó này sau khi chết á, sẽ giúp mình được tái sanh ở cảnh giới A-mu, thì với cái tà kiến đó sẽ đưa người này tái sanh ở cổ cảnh. Tức là cái tà kiến á, nó nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn. Thì bây giờ mình sẽ xem đó là cái tâm tham hợp tà nó sẽ như thế nào và tâm tham ly tà như thế nào. Để mình cố gắng mình tránh nó. Dạ, mình tránh nó. Thì thật ra là nó nhiều cấp bậc khác nhau. Có những tà kiến thông thường, có những tà kiến cao cấp. Có những tà kiến cao cấp nữa. Dạ. Thì tà kiến thông thường là thí dụ giống như trường hợp mà xin thí dụ trường hợp mà các tử mình đi mua hàng, mua cân cái cây nước nải rồi lấy thêm một cái, mặc dù người bán là họ không chấp nhận, nhưng do họ bận, họ soi qua soi lại mình đã lấy rồi. Bây giờ tại sao mình dám lấy được, mình nghĩ sao? Tại mình nghĩ cái này không sao. Mình nghĩ họ không sao. Dạ. Và vì mình nghĩ không sao đó, nhưng mà thật sự nó có sao không? Có sao. Cái đó không sao được. Dạ. Tại cái đó nó được xem như là trộm cắp. Mà hãy trộm cắp á, nếu mà người cư sĩ thì chúng ta có cái địa giới đó là không trộm cắp. Mà mình vi phạm cái đó thì được xem là vi phạm cái địa giới mà trộm cắp. Và cái địa giới trộm cắp đó là nó là cái ác nghiệp. Tại nó liên quan đến lấy tài sản của người khác. Thì nó sẽ tùy theo cấp độ ít hoặc là nhiều. Nhưng mà xin thí dụ là nếu mà các tử mà dám lấy cái đồ lớn, món đồ nhỏ thì đồng nghĩa sao? Mình sẽ dám lấy món đồ lớn. Dạ. Các tử để ý con em mình ở nhà, nếu các cháu dám nói dối mình ở trong những điều nhỏ thì những điều lớn các cháu sẽ dám nói. Hễ nói dối được một lần thì sẽ dám nói dối được nhiều lần. Dạ. Thì cái tà kiến nó nguy hiểm là như vậy. Tức là hễ một lần mình vi phạm nó mà mình không biết thì nó sẽ làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Dạ. Thì thật ra cái tà kiến ở trong vi pháp á, nó có nghĩa đơn giản hơn. Cái mình suy nghĩ ở ngoài đời thông thường, thường mình nghe ai đó nói là cái cô này tà kiến quá. Khi người ta nói như mình giận không? Giận lắm. Mình giận lắm. Nhưng mà thật ra cái tà kiến ở trong trường hợp này tức là gì? Là hiểu sai.
Tà kiến ở đây nó thuần túy chỉ là hiểu sai, tức là cái này có tội mà mình hiểu nó là không có tội. Cái này không tốt mà mình nghĩ nó là tốt. Và thí dụ trong nói dối, nói dối mặc dù trong cái nói dối đó mình nghĩ là tại vì mình nói dối này cũng không có hại cho ai. Dạ, thí dụ như là bác sĩ họ khám bệnh cho bệnh nhân, và vì thường bệnh nhân mà họ trực tiếp bác sĩ á, nếu mình biết là bệnh nhân mà có những chứng bệnh mà hơi nguy hiểm, thường bác sĩ họ không nói thật, tại nói thật sẽ tinh thần bệnh nhân bị xuống đi. Họ thường không nói thật, họ thường nói là không sao đâu, tôi quá điều trị, cố gắng uống thuốc, ví dụ vậy. Dạ, nhưng mà cái trường hợp như vậy nó được xem là trường hợp nói dối. Nói dối. Và mình nghĩ cái đó là nó bình thường, tại mình muốn tốt cho cái bệnh nhân. Nhưng mà lại không may là nếu mà cái bệnh nhân đó mà mình nói không có gì, mà đến khi mà họ về, họ uống thuốc, họ thấy không khỏe, là họ bắt đầu sao? Họ mất niềm tin với mình. Họ mất niềm tin với mình. Và khi mà họ mất niềm tin với mình, đến khi sau này mình khuyên họ, họ không nghe lời, họ không tin nữa, họ bắt đầu tin với mình. Đó. Cái tức là cái người bác sĩ thì họ suy nghĩ tốt, nhưng cái người bệnh nhân thì sao? Họ không suy nghĩ tốt giống như bác sĩ vậy. Dạ, thì đó là cái trong cái lời nói dối, mặc dù mình nghĩ đó là cái tốt. Trong bài kinh giáo giới Ra Hầu La, Đức Phật này nói là khi mà dạy cho Sa Di Ra Hầu La từ bỏ cái lời nói dối, Đức Phật này dùng cái bát đựng nước, tức là một cái bát đựng nước đầy, sau đó ngài đổ ra phân nửa, rồi sau đó ngài đổ ra còn lại một ít, và cuối cùng ngài đổ hết hoàn toàn. Tại vì lúc đó Sa Di Ra Hầu La mới 7 tuổi nha, cho nên bắt buộc Đức Phật này phải dùng cái hình ảnh thực để Sa Di này thấy. Dạ, thì cứ mỗi một lần đổ ra như vậy thì Đức Phật này hỏi là trong bát còn nước hay không, thì Sa Di này cũng trả lại theo mình thấy, tức là còn hơn nữa, còn lại một ít, và cuối cùng đó là hết nước hoàn toàn. Dạ, thì Đức Phật này nói đó là cái sự rỗng không của cái bát á, nó giống như là một người biết cái sự kiện đó là thật sự mà mình vẫn nói dối. Thì nó rỗng không, giống như là cái bát không có nước. Và cuối cùng Đức Phật này dạy đó là do vậy ngày Ra Hầu La hãy cố gắng, hãy tu tập không nói dối. Vì cái việc nói dối đó, dù chỉ nói để vui chơi, dù chỉ nói để vui chơi, tức là chỉ vui chơi thôi cũng không có được. Tại nó sẽ trở thành một cái thói quen. Một thói quen, hễ mình nói vui chơi được một vài lần thì sau này đến khi nói thật mình cũng nói được. Dạ, đó là cái thói quen. Thì Đức Phật ngài dạy mình á, tức là ngài dạy là bắt đầu dẹp bỏ các bất thiện á, từ cái gốc của nó. Còn cái suy nghĩ của người ở ngoài đời, của người phàm phu mình á, mình cứ thấy là nếu mà nói để chơi thôi thì cũng không sao. Mình cứ thấy như vậy. Dạ, đó là ở người phàm phu mình. Và cái nói dối đó là nó cũng vậy, nó là một cái, nó sẽ trở thành một cái ác nghiệp. Dạ, nếu mà ban đầu thì nói chơi, nhưng mà nói chơi được thì nó nói thật được, có thể hại đến người khác, cho nên nó cũng trở thành một cái ác nghiệp. Dạ, và chúng ta thấy là ở trong xã hội mà càng tiến bộ, những các tử nào mình đều có đi làm ở các công ty ở nước ngoài, nhất là ví dụ làm cho các công ty ở châu Âu chẳng hạn, thì chúng ta thấy sao? Ta tu phòng lời nói dối rồi, lại nói thật lắm. Mình mà nói dối là họ phát hiện mình là họ lỗi mình phạm. Dạ, thì điều đó cho mình thấy là cái Đức Phật này dạy cho người Phật tử mà gìn giữ cái nói dối này, tại Đức Phật này thấy cái nguy hiểm của nó. Và cái này là Đức Phật ngài đã nói trên 2000 năm, và bây giờ đến xã hội người ta tiến bộ, người ta mới áp dụng nó, chứ thật sự là Đức Phật ngài đã thấy cái nguy hiểm của nó lâu lắm. Dạ, thì đó là trong cái nói dối mình suy nghĩ đó là nó không có tội gì, nó không có nguy hiểm gì, nhưng mà thật sự là nó có nguy hiểm. Dạ, thì nếu mình nghĩ nó không có nguy hiểm thì nó sẽ ra thành đó là tà kiến. Nó tà kiến khi mình có cái dính mắc ở trong đó, tức là có thể họ làm kinh doanh, ví dụ cái liên quan đến lắp đặt, ví dụ khách hàng họ hỏi là cái hàng này lắp đặt ở đâu, thì tại nó có những trường hợp á, tức là người ta đưa các thiết bị qua hết, mình lắp đặt ở Việt Nam,
và có những mặt hàng làm lắp đặt sẵn ở nước ngoài. Thì thật sự là cái hàng đó là được lắp đặt ở tại Việt Nam. Nhưng mà nếu mà nói là lắp đặt ở tại Việt Nam, khách hàng họ không chịu. Tôi ví dụ vậy, khách hàng họ không chịu, họ nói phải lắp đặt ở nước ngoài họ mới chịu. Và để bán được cái món hàng đó, mẫu mã thì nhìn giống y hệt nhau tại đồ ở đó mà, thì bắt buộc cái người buôn bán này họ phải nói là sao? Lắp đặt ở nước ngoài. Bây giờ sao? Có vi phạm không? Cái đó là nhiều nữa trong kinh doanh, giống trường hợp anh nói nó cũng gần nát á như vậy. Cái đó là cái thực tế xảy ra ở trong kinh doanh. Thì những các Phật tử đó họ cũng thú nhận luôn, họ cũng nói thật luôn, nói là ví dụ là uống rượu còn tránh được, sát sanh còn tránh được, trộm cắp con tránh được, tài dâm con tránh được, nhưng mà cái nói đó con không tránh được, không được. Họ nói họ tránh không được, cái đó họ thú nhận luôn, họ thú nhận luôn. Dạ, thì nếu mà các tử mình biết như vậy á, tại cái điều kiện, tại cái trong cái diễn giới á, nó để mình giữ được cái diễn giới á, là nó quan trọng ở niềm tin. Cái niềm tin nó quan trọng, không có niềm tin không diễn giới được. Xin ví dụ các tử mình tham gia giao thông, lý do sao đèn đỏ phải dừng lại? Lý do sao đèn đỏ dừng lại? Ít có người nghĩ đến đó là để an toàn cho bản thân mình và an toàn cho người tham gia giao thông. Mà phần lớn là dừng lại gì? Sợ, sợ ăn phạt. Đó, phần lớn là vậy. Dạ. Nhưng mà thực sự nếu mà các tử dừng lại ở đèn đỏ, chúng ta dừng lại chỉ với chúng ta theo khác ý thôi, là lúc đó chúng ta có thể tu tập được tâm từ. Tâm từ tức là khi mình dừng lại như vậy sao? Mình đem lại cái sự an toàn cho bản thân mình và cho người khác, cho người tham gia giao thông. Dạ. Tức là đem niềm vui lại cho người khác. Dạ. Tại chỉ cần mình vượt qua đèn đỏ thì cái đó nhiều khi là chỉ cần cái không may nó đến thôi, mình có thể gây tai nạn cho người khác nữa. Dạ. Hoặc là ví dụ như là khi mình dùng các chất say mà mình tham gia giao thông, ví dụ vậy. Dạ. Thì chúng ta thấy sao? Nó không phải là chỉ ảnh hưởng cho bản thân mình không, mà nó còn ảnh hưởng tới người khác. Có những người họ chạy rất là tốt, nhưng mà mình sử dụng chất say mình đi, mình ba người ta làm cả gia đình ra mất hết. Dạ. Thì nếu mình không sử dụng các chất say mà mình khéo tác ý khi mình tham gia giao thông, thì mình cũng có tâm bi, tâm từ, tâm bi. Tức là vừa bản thân mình được an toàn mà vừa người khác được an toàn. Dạ. Thì cái đó với niềm tin, với niềm tin mình làm được như vậy. Còn nếu mà chỉ sợ cảnh sát giao thông phạt á, thì mình không làm tốt được. Tức là hãy ngó qua ngó lại không thấy ai ta. Thậm chí sư có thấy một vài trường hợp á, vô đèn đỏ mà không có ai hết, người đi trước không, người đi trước không chịu chạy á, là người sau đó họ còn la sao? Đi ngay sao mày? Không chịu đi, ví dụ vậy. Đó, tức là còn la người ở phía trước, đâu có ai đâu sao chịu đi, chuyện làm gì đó, nó còn bị vậy. Dạ. Thì đó là cái hành động làm mà không bằng niềm tin. Dạ. Còn các tử ví dụ các điều giới đó, giờ các tử mình thọ trì xong, xong về nhà mình không làm gì nào hết, ví dụ cái thầy cái sư có làm gì được mình, có làm gì được không? Phật có làm gì được mình không? Không làm gì được mình. Dạ. Đâu làm gì được mình. Dạ. Nhưng mà sở dĩ mình cố gắng gìn giữ đó là tại vì mình thấy được cái lợi ích của nó. Dạ. Xin ví dụ liên quan đến cái trong cái buôn bán mà các tử mình phải vi phạm cái lời nói dối. Nếu mà cái lời nói dối đó nó liên quan đến sau này, liên quan đến tài sản. Dạ. Tức là nếu mà cái đồ lắp đặt, xin ví dụ thôi nha. Ví dụ tôi tại anh hỏi nói cụ ví dụ cho cụ thể chứ không để xin ví dụ như là nếu mà cái đồ lắp đặt đó ở trong nước thì nó là phải bán 100.000, mà lắp đặt ở nước ngoài thì nó là 120.000. Bởi vì cái đồ mình lắp đặt ở trong nước thôi, nhưng mà mình đã nói với nước ngoài rồi là mình phải nói cái giá đó là 120.000, tức là mình phải nói dối 20.000 ở trong đó. Mà khách hàng là họ lại chịu mua chứ, tại mình nói là lắp đặt ở nước ngoài.
thì cái đó nó liên quan đến là lừa gạt tài sản hay mua nhà. Đó mình nói cái nhỏ, những cái nhỏ nhỏ mà 20.000 nhiều thứ ở trong đó. Dạ. Thì cái đó nó, nếu mà thành tựu được về mặt tài sản thì nó sẽ liên quan đến đến cái tâm tham mà tà kiến này. À, vì mình nghĩ cái đó nó là nó không có sạch. À, không có sạch. Thì nó sẽ tùy theo các tỉnh mình thấy là nếu mình có thể làm được thì mình cố gắng nó. Tại mình thấy sự nguy hiểm của nó. Dạ. Còn nếu mình thấy là tôi được cố gắng trong khả năng có thể cố gắng trong khả năng có thể thì nó sẽ tùy duyên. À, sẽ tùy duyên. Nhưng mà cố gắng được càng nhiều thì càng tốt. Dạ. Tại sư thí dụ ở trong gia đình á, sư thí dụ nếu mà người cha người mẹ mà mình nói cái lời nói đó mà không thật và con cháu mình không nghe thì chắc chắn sau này các cháu sẽ làm theo. À, các cháu sẽ làm theo mình. Dạ. Còn nếu mà mình người cha người mẹ mình nói được lời chân thật nhiều thì các cháu mình muốn nói dối không dám. Dạ. Và cái lời nói chân thật á, chúng ta thấy là tại sao những lời nói của Đức Phật mà được người ta ghi chép dù trải qua trên 2.000 năm và các nước phát triển khi mà họ nghiên cứu về cái giáo lý của Đức Phật á, họ sẵn sàng họ tiếp nhận và họ thực hành theo. Là vì sao? Tại cái lời nói là chân thật. À, lời nói chân thật có lợi ích khi họ nghe, họ khỏi và họ hành trì theo á, họ thấy có lợi ích thật. À, cho nên họ cố gắng họ gìn giữ. Còn nếu mà cái lời nói đó, cái lời nói dối á, thì không ai người ta tin. Tại khi mà người ta suy xét không hợp lý thì người ta sẽ tự bật. Dạ. Cho nên cái lời nói mà mình giữ được lời nói chân thật á, lời nói của mình nó trở thành lời nói có uy, nói người khác người ta nghe. Dạ. Nó còn có cái phước đó. Tại sao chúng ta thấy là những người lãnh đạo ở trong một quốc gia họ nói thì nhiều người nghe theo. Ví dụ như là tổng thống Mỹ chẳng hạn, mình nói là các lãnh đạo thế giới phải nghe theo ổng. Mặc dù mình nghĩ đó là do ổng chi phối về mặt kinh tế. Dạ. Nhưng mà thật sự sao? Những người đó họ cái phước gìn giữ về cái lời nói. Dạ. Cho nên khi mà nói ra người khác họ nghe theo. Dạ. Giống như các Phật tử trước đây, các Phật tử có tuổi nè, nói con cháu rất là nghe theo. Nghĩa là các Phật tử có tuổi tí cứ nói con cháu nghe lắm. Dạ. Như khi một gia đình 10 người con, mười mấy người con, nhưng mà nói người con nào cũng nói là nghe không cách. Dạ. Nhiều khi nói là cũng có sai có đúng rồi, nhưng mà không dám. Dạ. Lý do sao? Tại họ có nhiều cái phước nó vì lời nói chân thật. Cho nên nói là con cháu sợ. À, con cháu cũng kinh. Còn các tử trẻ trẻ sau này có con nữa, con cũng nghe. À, ít có nghe theo. Dạ. Lý do là không phải tại con mà tại mình. À, tại mình thiếu cái phước đó. Cho nên nói con cháu cũng nghe. Dạ. Cho nên đó là phải thấy cái khuyết điểm ở bản thân mình để mình cố gắng nhiều hơn. Thì đó là trong đời sống này hàng ngày của mình, trong kinh doanh thường đó, người mà làm ăn kinh doanh á, khó diễn nhất đó là xung biết đó là cái buôn bán, trong buôn bán mà lại nói liên quan tới lại nói rất khó diễn. À, rất khó diễn, tại nó liên quan tới cái lợi nhuận của mình. À, giống như là đụng tới bát cơm mình nói bát cơm. Nhưng mà nếu các tử mình suy nghĩ chín chắn á, tại mà giống như sư nói lúc nãy, cái gì bất thiện á, nó không có đem lại quả báo an vui đâu. Chúng ta phải nhớ kỹ vậy. Cái gì bất thiện thì nó không đem lại quả báo an vui. À, và mình phải tin ở Phật Pháp như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng làm được. Dạ. Và những đối tác mà họ làm ăn với mình á, sư thí dụ như là mình có thể nói dối họ một lần, hai lần, nhưng mà nếu mình nói nhiều lần quá trở thành một cái thói quen thì họ có phát hiện không? Chắc chắn họ sẽ phát hiện. Và khi mà họ phát hiện, họ cảnh giác với mình, họ sẽ dè dặt trong cái làm ăn của mình. Dạ. Còn mình nói lời nói chân thật á, có thể là ban đầu nó có tác dụng ngược lại. Thí dụ như là hứa mà không có, nó thật sự là cái hàng đó nó chưa về được tháng. Dạ. Thì có thể là họ giận với mình, nhưng mà mình có thể giải thích trình bày cho họ biết rõ do lý do này, do lý do khác gì đó. Nếu họ là người trí thật, dạ, thì họ thấy mình là người có uy tín. Dạ. Mặc dù cái lời hứa đó do lý do này, lý do kia và họ suy xét họ thấy chính đáng nên họ chưa nhận được giống như cái lời hứa. À, thì họ thật ra là
chúng ta thấy trong người kinh doanh á, toàn là những người phần lớn là mình có học thức. Dạ, cho nên người ta cũng không dễ là nói là người ta tin liền đâu. Dạ, tức là luôn luôn mình có sự suy xét. Trong kinh doanh này, trước khi nghĩ đến cái thành công á, thì luôn luôn sao? Cái thất bại. À, cho nên cái họ đâu có dễ tin. Dạ, cho nên nếu mà họ phát hiện mình mà nói dối nữa, họ sợ mình lắm. À, cho nên mình cố gắng bằng cách giải thích cụ thể lý do tại sao hàng nó đến trễ cho họ biết. Suy nghĩ là khi mà họ biết cái tánh của mình người chân thật á, tại là Đức Phật ngài nói là tham mu ha vi ra ca tiết tham ma cha ri, pháp sẽ hộ trì người thực hành pháp. Khi mình tin tưởng như vậy thì mình cứ gìn giữ nó, mình gìn giữ nó, mình sẽ làm được, chư thiên họ sẽ hộ trì cho mình. Dạ, cái đó mình tin ở Phật pháp, mình tin giống như sư nói mà hễ mình làm thiện thì chắc chắn là quả vui, làm xấu là quả báo đau khổ. Dạ, mình tin như vậy thì chúng ta sẽ làm được. Bây giờ mình sửa đổi từ từ, nếu mà ở trước đây có lỡ rồi, dạ, hoặc là bây giờ trong điều kiện của mình đó là nó đang mắc phải đó, thì mình cố gắng mình hạn chế tối đa, hạn chế tối đa, cố gắng giải thích với cái đối tác của mình. Còn cái cách là mình cố gắng mình nói và mình cứ nghĩ là nó không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, thì nó sẽ trở thành cái tàn chí và nó sẽ nguy hiểm cho mình. Dạ. Rồi đó là tâm tham mà tàn chí, với lại còn ly tà là sao? Ly tà ở trong trường hợp tâm tham ly tà, nó chúng ta dễ hiểu nhất giống như là ví dụ như là trường hợp mà chúng ta cho một cái bánh ngon cho em bé nó ăn. Thì trong khi mà chúng ta cho một cái bánh ngon mà cho em bé ăn á, thì với em bé thì sao? Để ăn thì ngon là thích, chứ không có suy nghĩ gì khác. Không có suy nghĩ gì khác. Thì cái ăn mà không có suy nghĩ gì khác đó, nó cũng là tâm tham, để thích mà. Với tâm dính mắt thì nó cũng tâm tham, nhưng mà nó sẽ không rơi vào cái tà kiến. Dạ. Còn người lớn mình á, ví dụ như là ăn một người mà làm bánh, thì khi mà ăn bánh của người khác á, thường sao? Thấy cũng ngon, nhưng mà có suy nghĩ sao? Nó bằng mình. Nó còn có thêm cái đó. thêm cái đó. Thì khi mà có cái suy nghĩ đó, nó còn có. Tại trong tâm tham á, sau này chúng ta sẽ học, nó sẽ có một cái nâng cao tí nữa. Trong tâm tham bên cạnh có tà kiến á, có những tâm tham á, nó còn có cái ngã mạn, tức là còn có cái ta ở trong đó, còn có cái so sánh giữa ta với người khác ở trong đó nữa. Dạ, thì đó cái mở rộng của tâm tham một tí. Dạ, thì nó sẽ có hai trường hợp. Thường là ở trong trường hợp nếu mà ăn uống mà ví dụ giữa mình với người khác á, thường người dạng đó thì nó thường là tâm tham mà tâm tham ngã mạn, người ta gọi là tâm tham ngã mạn thay vì tâm tham tạc ý, thì đó gọi là tâm tham ngã mạn. Còn tâm tham tà kiến thì thường nó chỉ xảy ra ở trong trường hợp đó là ví dụ như là cái này có tội, cái này xấu mà mình nghĩ là không sao, mình nghĩ là tốt, thì cái đó là tâm tham và tà kiến. Dạ, thì đó là tám tâm tham. Mình học nó qua ba khía cạnh. Thứ nhất đó là nói về thọ, tức là tâm tham. Trong tám tâm tham có bốn tâm thọ hỷ, bốn tâm thọ xả. Trong bốn tâm tham nói về cái khí cảnh tác động hay là động cơ, thì nó sẽ có là bốn tâm tham vô trợ, bốn tâm tham hữu trợ. Còn nói về cái khí cảnh mà tri kiến, thì có bốn tâm tham đó là, hay là cái sự hiểu biết, thì có bốn tâm tham đó là hợp tạng, và bốn tâm tham đó là duy tạng. Dạ, yeah. Cái đó là cái cơ bản nhất mà mình cần nhớ khi mà mình học về tâm tham. Dạ, yeah. Và để thấy được cái tâm tham này thì ở trong các tử mà mình ngồi thiền tập đó, sau khi mình học cái lý thuyết này xong, hoặc là ở trong đời sống của mình đó, thì mình sẽ biết là ở trong trường hợp nào nó là tâm tham này, để mình hạn chế nó. Mình hạn chế nó. Thì đó là phần
phần 8 tâm tham, tôi nghĩ bao nhiêu đây là đủ. Còn nếu các bạn có cần hỏi gì liên quan tâm tham thì hỏi, sư sẽ trả lời thêm. Còn nội dung thì sư nghĩ bao nhiêu đây là đủ. Còn phần sau sư Phước Toàn sẽ giảng tiếp cho các tử liên quan tâm sanh tâm si. Một buổi học bao nhiêu đây là đủ. Về chúng ta cố gắng học thuộc lòng 8 tâm tham này, thuộc lòng 8 tâm tham này cho thuộc, nhuần nhuyễn, không cần xem bảng.